Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 24 trắc nghiệm. Đã tô vào 1/4 hình nào? 1/4 này có nghĩa là sao? Một cái vật gì đó, một cái bánh hay là một cái gì đó, người ta họ chia ra làm 4 phần bằng nhau. Nhớ là phải là 4 phần bằng nhau nha. Và người ta họ sẽ tô một phần. Rồi chúng ta xem cái hình này xem sao đây. 1 2 3, chia làm 3 nhưng mà 3 hình cũng không phần mà không bằng nhau à, không bằng nhau. Rồi cái này là chúng ta đếm hết thử xem. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 8 này. Rồi 8 chúng ta chia cho 4 là được là 2. Chúng ta chỉ việc là tô 2 hình thôi à, tô 2 cái tam giác thôi. Bây giờ người ta học tô tới 4 luôn, không phải cái này là 1/2 chứ không phải là 1/ à, chứ không phải là 1/4. Rồi cái này là 1 hình tam giác, 2 hình tam giác, 3 hình tam giác, 4 hình tam giác. Cái đó chia làm 4 hình tam giác, người ta là tô 1 là được. Này 20 ta chia 4, điền dấu nào đây? 20 chia 4 là bằng 5, được không? 5. 20 chia cho 5 là bằng 4. Như vậy là con số 5 lớn hơn con số 4. Như vậy là dấu này. 40 chia 4 là bằng 10. 50 chia 5 là bằng 10. Vậy hai bên này bằng nhau. Câu B. 15. À, chúng ta điền cái gì đây? Trong này người ta là à, câu A thì dấu cộng dấu trừ, còn câu B là dấu nhân dấu chia, câu C là hai dấu chia luôn. Bây giờ chỗ này chúng ta xem lên điền cái gì đây. Cái này là 15 ta chia cho 5 là được 3, 9 ta chia cho à, như vậy cái này thì chúng ta sẽ điền là dấu chia hết, được không? Đây dấu chia 15 mà ta chia cho 5 là bằng 3 này, đúng không? 9 ta chia cho 3 là bằng 3, như vậy hai bên này bằng nhau. Bài số tiếp theo, bài số 2. Tìm giá trị của cái trái táo này. Trái táo này ta nhân 2 là bằng 8. Như vậy có phải là con trái táo này là bằng 4 không? 4 ta nhân 2 là bằng 8. Như vậy cái này là 4 đây. Trái táo này là 4 đây. Năm ta nhân cho 3 là 15, như vậy trái táo này là bằng 15. À, trái táo này bằng 3 chứ nhầm. Này là 2 ta nhân 3 là bằng 6, như vậy trái táo này là bằng là này sao nó mờ dữ ha. À? 1 ta nhân 4 là bằng 4, như vậy trái táo này là bằng 1. Chúng ta qua phần tụ lượng. 4 chia 4 là bằng là 1. 10 ta chia cho 5 là bằng 2. 12 mà ta chia 3 chia 4 là bằng 3. 14 chia 4 là bằng 4. 20 chia 5 là bằng 4. 20 ta chia cho 4 là bằng 5. 30 chia 5 là bằng 6. 27 ta chia cho 4 là 7. 7 x 4 là 28. 15 ta chia 5 là bằng 3. 45 mà ta chia 5 là bằng 9. Này là 40 ta chia 4 là bằng 10. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Phép chia thích hợp 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là trong này thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây? Mỗi mỗi nhóm này là 1, 5 đó. Mỗi nhóm 5 mà chúng ta lại có 5 nữa. Vậy là tổng cộng là 25 nè. 25 đây là 5, 10, 15, 20, 25. 25 viên bi. Chúng ta sẽ chia ra là 5 nhóm. Như vậy là mỗi nhóm này chúng ta sẽ có là 5 viên bi. Bên này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4 con ong. Vậy chúng ta sẽ có là 4 nhóm, 4 x 4 là 16.
16 chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm ha. 4 nhóm thì chúng ta sẽ có là mỗi nhóm là 4 con ong. Bài số 3, tô màu vào 1/4 các hình dưới đây. 1/4, 1 2 3 4. À, như vậy thì chúng ta tô một phần. Tô một phần nào cũng được ha, không nhất thiết phải phải tô cái này, tô hình dưới, tô dưới này cũng được, phần bên này cũng được, miễn sao là một phần thôi. Rồi cái hình này thì chúng ta bắt buộc phải cải ra, cải thêm. Rồi như vậy là cái này là nó trở thành là bốn cái hình chúng ta lấy một. Cái này nó rồi, còn hình này thì chúng ta cũng phải chia ra chúng ta mới biết được, chia làm bốn phần. Rồi như vậy thì chúng ta một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, chúng ta tô phần nào cũng được miễn sao một phần thôi nha. Rồi đó, còn hình cuối, hình cuối người ta đã kẻ cho mình rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 phần đúng không? 8 ta chia cho 4. Như vậy là bằng là 2, chúng ta đi tô 2 phần. 2 phần, phần nào cũng được. Cái này phần này với phần dưới này cũng được nữa. 2 phần kế bên cũng được, không sao. Là tiếp tục qua bài số 4. Tết này cả nhà Ngọc gồm 20 người đi Đà Lạt chơi. Khi thuê phòng khách sạn, Ngọc thấy mỗi phòng ở được 4 người. Hỏi nhà Ngọc phải thuê tất cả là bao nhiêu phòng? Như vậy là 20 người. Đó, 20 người mà mỗi phòng thì được ở 4 người. Như vậy là cái phòng này thì chúng ta sẽ có là hai cái giường, mỗi giường thì chúng ta sẽ ngủ được là hai người, được không? Như vậy ta lấy 20 ta chia cho 4 thì chúng ta sẽ được là cần 5 phòng thôi. 20 chia 4 là được 5 phòng. Số phòng cần thuê là năm phòng. Tiếp theo, nếu hôm sau nhà Ngọc có thêm hai người đến thì phải thuê tất cả là bao nhiêu phòng? Như vậy là đến hai người nữa, hai người nữa thì chúng ta sẽ cần một phòng nữa, nhưng mà là dư, dư nếu như một phòng nữa thì hai người đúng không? Một phòng nữa thì chúng ta sẽ có bốn chỗ ngủ, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng có hai cái. Hai chỗ ngủ nè, còn một cái giường này chúng ta dư. Như vậy tóm lại thì chúng ta sẽ có là cần thêm một phòng nữa. Nếu hôm sau nhà Ngọc thêm hai người nữa thì cần thêm tất cả bao nhiêu phòng? Số phòng cần thuê tất cả là bây giờ 5 phòng là cho 20 người rồi đó. Như vậy giờ chúng ta sẽ cần thêm một phòng nữa, mặc dù nó dư nhưng mà cũng phải là một phòng nữa chứ lại là sao, là 5 cộng 1 là bằng là 6 phòng.
ta qua bài tiếp theo là bài số số 5. Tìm giá trị của cái hình này nè và điền vào ô trống. Ba cái hình này thì là bằng bằng 6. Như vậy là mỗi hình này chúng ta sẽ có là 2 cộng 2 cộng 2. 2 cộng 2 cộng 2. Như vậy ngay chỗ này thì nó sẽ là bằng 2, tại vì hình này giống hình này. Rồi như vậy cái ngôi sao này từ từ chúng ta tính sao? Chúng ta ở quanh cái hình này thì cái cao này thì từ từ tính sao? Chúng ta sẽ tính cái cao này, chúng ta tìm cái ngôi sao này. Đây là 25, như vậy chỗ này là 5. 5 ta nhân 5 là bằng 25, như vậy ngôi sao này là bằng 5. Vậy thì cái chỗ này thì con số gì chỗ này ta chia cho 5 là bằng bằng 2, như vậy con số này là bằng 10. Như vậy cái này nó là bằng 10. 10 chia 5 là bằng 2. Bài số 6. Tìm hình bị che. Cái hình bị che này ngay chỗ này này, cái phần này thì tất nhiên nó phải bắt chắc chắn nó sẽ là màu vàng, thì màu vàng từ đây tới đây. Rồi, chắc chắn nó sẽ màu vàng. Cái này là không được. Còn màu vàng này thì cũng không được, không được ở chỗ là cái chỗ này này. Cái này nó sẽ kéo qua, nó sẽ kéo qua thì nó bị che mất một khúc cái chỗ này. Nó là màu màu tím chỗ này. Rồi, cái này là che từ đây tới đây thôi. Rồi, như là một khúc màu tím chỗ này. Một khúc màu tím chỗ này thì cái hình C này mới hình hợp lý đó. À, một khúc màu tím ngay chỗ này này. Rồi mới tới màu vàng chứ. Cái hình C. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.